Thời tiết oi lắm chú ạ. Này chắc sắp mưa rồi. Mưa đấy. Mới mưa có khi cháu về đấy. Cháu về cháu đi mua cái quạt kẹp ắc quy không, sợ tối mưa mất điện. Đây, đây, về đây, quay đây, chú bảo mua cái quạt như này này. Quạt này, quạt này cắm điện lưới mà, mất điện thì làm sao được. Cái quạt này chú dùng 2 năm rồi. Cái quạt này nó có nhiều tác dụng, dùng cả điện lưới, dùng cả ắc quy được. À, dùng cả đèn được. Bây giờ mày rút điện lưới ra mày cắm thử ắc quy xem. À đây à chú. Điện lưới ra, có cái dây đỏ đỏ đằng sau ấy. À. Đấy, cái dây đỏ đỏ kìa. Bây giờ dùng như thế nào ấy chú? Bây giờ rút điện lưới ra thì dỡ cái dây đỏ đỏ đằng sau ra. Đấy, đây. Dây đỏ đỏ đơn. À đây à. Kẹp vào hai đầu ắc quy mà chú dùng bơm cho bể cá. Đấy, kẹp vào đấy. Đấy, dỡ ra, kẹp chú, vào đây. Chú cắm hộ cháu ấy, cháu xem như nào. Đây. Cái này rất đơn giản thôi. Cái này dùng về mà chú dùng 2 năm cái nút này mòn hết cả da này này. Chú khó lau rửa khắc sạch. Chú mua quạt tích điện gì? Tốn tiền. Đây. Đây nhé, kẹp ắc quy kẹp vào đây này. Chúng có cái ắc quy sẵn này. À, rất là hay chú nhỉ. Đấy. Hai trong một luôn. Cái này nó có cả đèn này. Đấy, đèn rất sáng. Chiều sáng. Đèn sáng này gồm có 16 bóng led. Đấy. Sạc điện thoại này. Đấy, chân sạc điện thoại này. Đấy, rất tiện. Sạc điện thoại chú nhỉ. À. Cái này nó rẻ tiền mà nó chưa đến 500 nghìn. Mẹ dùng 2 năm thì tĩ tã. Mà lại còn 2 trong 1 nữa. Mất điện này nó 3 trong 1 chứ không phải 2 trong 1. Nó tóm lại nó tiện lợi lắm, nó dùng được khá nhiều. Ví dụ mình mất điện ăn cơm thì mình vừa quạt vừa bật đèn sáng lên. Chứ là sao phải mua cái quạt kia thì cái này giờ dùng mẹ cứ mua bỏ ra vài trăm nghìn dùng đến bây giờ hỏng thì thôi, chú dùng cái này hơn 2 năm. Đúng rồi, bây giờ thay vì mình bỏ tiền ra mua hai cái quạt liền, vừa mất tốn diện tích, tốn tiền lại còn là tốn diện tích, mua một cái này chơi cái này vừa rẻ tiền tiện. Đó, độ bền của nó thì chú không biết, nhưng mà cái này chú dùng hơn 2 năm rồi. Đấy, cái ắc quy này là chú chạy bóng đây. Bóng rồi là bể cá đây. Ắc quy này là cũng là đấy, ắc quy này cũng là ắc quy. À đây cũng là bóng 12 V này chú. Ừ. Sáng nhờ chú nhé. Bơm nước, bơm bể cá đây. Cái ắc quy này thì lại dùng cái tấm pin 300W là nạp vào đây, hàng ngày nó nạp vào đây, cứ để đây. Nhưng khá là tiện lợi, nó khá là tiện lợi. Đấy, mua cái này này, chưa đến 500 nghìn. Qua đây chú mua ở đâu đấy? Chú toàn bộ năng lượng chú toàn mua trên shop Thanh Tùng Sola. À có nghĩa là bây giờ là khi mà có điện là mình cứ cắm điện bình thường thôi, mình dùng những cái quạt điện bình thường. Mình cứ nếu mà mình thích dùng điện lưới thì mình không kẹp vào ắc quy nữa, mình cắm điện bình thường. Khi đấy. Nào mất điện thì dùng vào ắc quy. Thế thôi. Có gì đâu, trong kia nó chắc nó thiết kế thêm một cái bộ đổ nguồn thôi. Đấy. Thế thì quá là tiện chú nhỉ. Ngày thì đấy. Lúc nào mà không mất điện ấy thì cứ cắm điện lưới dùng bình thường. À như này thì hay đấy chú ạ. Tại vì nếu mà bây giờ mà mình mà mua cái quạt kẹp bình hoặc quạt tích điện kia thì thỉnh thoảng mới dùng thôi. Thay vì có cái quạt này mình cứ dùng hàng ngày luôn. Đấy, lúc nào mất điện thì lại kẹp vào cái ắc quy. Mà ắc quy thì bây giờ thì cũng tiện. À cháu cũng có cái xe ô tô đó. Nó có cái ắc quy cũ vứt ra ngoài. Ắc quy nó rẻ thúng. Bây giờ nhà nào chả có khoan pin rồi ắc quy dùng, nhà nào phải dùng. Ý là mình xách cái ắc quy 12 V lên phát là xong. Chú dùng 2 năm rồi mà vẫn êm nhỉ? Đấy, thì nút mòn hết rồi đấy. Mòn hết cả nút rồi. Cứ đến mùa lại đem ra lau thì sạch sẽ lại như mới tinh. Quạt này là cặp quạt lại to đấy chứ nhỉ? Quạt to mà. Sải cánh này chắc là tầm 450. Nó rất nhẹ nhàng, cái này nó không cực cực, rất thanh nhẹ. Cứ
Chú nghĩ là với cái giá tiền chưa đến 500 nghìn thì khá là ok, dùng vài năm thì được. Đấy, bình thường thì nếu mà không ấy thì làm một cái dây co mà quấn gọn đấy và lúc nào mất điện thì lôi ra. Nếu mà dùng cái liên tục được cái này có nhiều chip led như này chắc là sáng rất là sáng này, sáng như này thì thoải mái rồi. Mà cái quạt này nó thiết kế cái núm chỉnh này hay này, núm chỉnh này thì bền này, nó không giống như núm bấm kia đấy. Mà thêm à, vâng, đây sạc điện thoại đây. Đấy, nghiên cứu mua cái này này. Nhiều tính năng đấy chứ. Quạt cây. Nói chung là cháu phải mua ngay một cái như này thôi. Tại vì hôm nay trời oi cái này, chắc khả năng là đêm chắc lại mưa rông. Mưa rông là mất điện. Chú mua hẳn 3 cái, mua chỗ 1 cái là cái này. Mà mùa hè này thì những cái thời lúc cao điểm nó dễ bị cắt điện ấy. Có cái quạt này, nói chung là nóng, nắng nóng thì cũng chỉ cần cái quạt thôi. À, mua thêm cái bóng này nữa nhỉ chú nhỉ? Bóng nước thì nó khi bơm nước thoải mái này. Bóng là sáng thế. Cái bóng này chú mua bao nhiêu tiền đấy? Bóng có 50W đúng không? Cả nhớ đâu lên thuốc mua, lên thuốc thành tỉnh. Ở đây là hoàn toàn, đây là chú chạy hết điện 12V hết đấy à? Điện 12V hết đấy. Nó có cái tâm trung thế này, nó nạp vào gì đấy. À, cái bình này là chú sạc năng lượng mặt trời đấy à? Đấy, sạc năng lượng mặt trời đấy. Nghe sạc thì được, bơm nước bẻ cá. Bây giờ thấy cái bạn cái chuyện đợi cái chú ra đi tắm vào đây. Mình bóng chú sáng. Mình bóng chú sáng. Bơm nước, quạt. Và tiện thoại. Quá là tiện. Nhiều chức năng nữa là mình dùng, nếu mà mình ở gia đình mình mà làm thêm một cái ắp quy nữa thì nó tiện lắm, mình có thể dùng nhiều thứ. Rất nhiều tính năng, bật đèn này, đèn rất sáng này, sạc điện thoại này, có chạy hai nguồn điện nữa. Sao mà tốn tiền mua những quạt kia làm gì? Chưa đến 500 nghìn, dùng mấy năm ok rồi. Cả ba cái mình mua chưa có cái nào vấn đề gì. Chạy êm do luôn. Cái quạt mua cái quạt kia ở ngoài giờ nó chạy bị phập phập giờ nhà chả ai dùng cái quạt kia. Cái quạt này nó rất nhiều gió nhưng mà nó lại im. Đấy, như thấy không? Nghe thấy nó gió mạnh như thế nhưng mà nó im phắc. May quá, đúng lúc hỏi chú lại có cái quạt này dùng này hay này. Tôi nào mua đó. Không phải đi mua thêm cái quạt quạt kẹp bình hoặc quạt tích điện về, đôi khi quạt tích điện ấy, trước cháu mua mấy lần rồi nhưng mà cứ để lâu mà không dùng đến là nó bị đấy, chết bình ấy. Qua một năm là nó không chết đấy mà nó chết mạch bên trong. Thay bình các thứ mà mua cái quạt kẹp bình kia cũng thế thôi, lâu lâu mới dùng đến. Thỉnh thoảng mất điện mình mới dùng đến thì cũng hơi lãng phí mà lại tốn diện tích nữa. Có con này về nói chung là lúc nào mà không mất điện mình vẫn cắm vào mình dùng bình thường, quạt thường ấy. Cái quạt bình kẹp bình của nó là 300 mấy cái quạt, bé cái tí nó thấp đấy. Ui. Nhưng mà không làm sao phải dùng cái quạt kẹp bình gì, mua hẳn cái này luôn bình thường, nếu mà mình có thể di chuyển vào cái điện lưới thứ mình cắm hoặc là khi mất điện mình xách cái quy vào, còn không cái cắm điện lưới.
À thế cái này là cứ kẹp trực tiếp thôi chú nhỉ, không cần qua cái gì cả. Cứ kẹp hai đầu ắc quy và nó là dùng luôn. Quá là tiện. Ôi, cháu cảm ơn chú nhá. Cháu về cháu đi mua luôn, nên không sợ tối mưa gió mất điện này, không có cái gì dùng, trẻ con nó lại nóng.